MV Không Thể Cùng Nhau Súc Kiếp ra mắt gần đây không chỉ hâm nóng tên tuổi cho Hoàng Minh Di mà còn khiến dân tình một lần nữa phải bàn tán về khả năng hóa thân thành tiểu tam quá đỉnh của Karen Nguyễn. Đôi khi diễn quá tốt thì bị người khác ném đá và mới đây cô tuyên bố bỏ nghề vì ai gặp cũng sợ. Gương mặt sắc sảo, cực kỳ lạnh lùng khi không cười cùng khả năng diễn xuất khá ổn của Karen Nguyễn, không phức pháp nhiều khó khăn khi thủ vai tiểu tam. Thế nhưng cũng vì nhập vai xuất thần mà một thời gian dài, nàng hot girl liên tục bị chỉ trích, ném đá bởi khán giả xem MV. Đến mức mà một trong bài phỏng vấn gần đây, Karen Nguyễn tuyên bố cô nàng sẽ tạm thời bỏ nghề, không đóng vai người thứ ba nữa vì lo ngại kiểu nhân vật này sẽ khiến bản thân bị đóng khung trong mắt khán giả. Cô chia sẻ, chỉ đóng vai tiểu tam thôi mà việc này đã khiến cuộc sống đời thực của cô bị ảnh hưởng không ít. Tạm bỏ qua những tin nhắn chửi bới vô cớ của khán giả khi quá nhập tâm vào MV mà quên mất đó chỉ là vai diễn. Cô còn tâm sự, từng bị người khác nói thẳng mặt. Em sợ chị lắm, chị không làm gì em cũng sợ, chị nhìn thôi là em đã sợ rồi. Chỉ tới khi nói chuyện mới thấy đây là người khác chứ không phải Hân. Quả thật, điều Karen Nguyễn lo lắng cũng là điều khiến nhiều người yêu mến diễn xuất của cô nàng đau đầu. Đôi khi, việc diễn xuất quá tốt vai phản diện mang đến dư âm dai dẳng cho diễn viên còn hơn cả khi họ đóng vai chính diện. Còn Karen Nguyễn chính là trường hợp bị ghét từ MV ra đời thực này. Hy vọng trong tương lai, các nghệ sĩ khi mời Karen Nguyễn đóng MV sẽ cân nhắc cho cô nàng nhiều hình tượng mới hơn để thay đổi cái nhìn tiêu cực sau nhiều lần giật bồ, giật chồng của Hoài Minh Di, Hương Giang trong các MV đình đám trước đó.